你们去哪里？你到有没有问题？Anh cứ chứ hả? Quý vị ơi, đó giờ đi ra tụng kinh mà mỗi người phải cầm theo cái tòa cụ nha quý vị. Ở Ấn Độ vui lắm, đi, đi tụng kinh mỗi người cầm theo cái tòa cụ. Mà mỗi lần mời trai phạn là mỗi người phải cầm theo cái tô này, cái muỗng nha. À, vui chưa? Hôm nay Chủ nhật khai hạ nha quý vị. Trời hoan hỷ lắm đó, cầm dĩa rồi đi theo cái đường trái cây cúng Phật. Ở đây cái gì cũng nó không có giống Việt Nam hết trơn. Việt Nam cái gì cũng có, cũng đủ, ở đây cái gì nó cũng thiếu á. Mà rồi xong rồi cũng xong à. Vui không, vui không? Sổ dĩa ra đẹp không? Quá đẹp luôn. Đó. Đi tụng kinh, vui không? Hôm nay sáng Chủ nhật, mọi người ra tất bạch an cư. Tại vì mấy hôm nay quý huynh đệ phải làm RDC đó, cho nên là ai cũng bận biểu để làm bài hết. Hôm nay mấy Chủ nhật mới rảnh nè. Cái đường đi tới cội Bồ Đề của khoa Phật học. Đường Pháp Như đó đẹp không? Vui ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch đầy chúng nhất tâm niệm, con tùy theo đức thành nghĩa. Ni y tăng ni hướng đại đang học tại Homi Vivekananda Sopati University. Tâm niệm an cư. Con nguyện phát nguyện an cư trong 3 tháng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Được. Giữ gì con kính.